bực mí về tính cách của những người sở hữu chủng vân tay hình âm dương. Nếu các bạn có sở hữu chủng vân tay này ở 4 ngón đầu tiên, 2 ngón cái và 2 ngón trỏ, đặc biệt là 2 ngón cái, chúc mừng bạn, bạn chính là bậc thầy giao tiếp. Điểm nổi bật đầu tiên của chủng vân tay này cần phải kể đến, đó chính là sự khéo léo trong giao tiếp. Đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Bạn có khả năng tương tác với rất đa dạng đối tượng, dù là già, trẻ, lớn, bé, gái, trai, dù là xa lạ hay là thân quen. Bạn luôn biết cách dẫn dắt câu chuyện và khơi nguồn cảm hứng cho người khác. Trong một môi trường mới, dù là với những người lạ, bạn luôn có sự chủ động kết nối với những người xung quanh. Bạn biết cách làm cho mình luôn trở nên nổi bật. Bạn chủ động tiếp cận, bắt chuyện và làm quen với những người xung quanh. Ở đâu có sự hiện diện của bạn, ở đó có sự nhộn nhịp, náo nhiệt. Ở trong một đội nhóm, bạn luôn là một trong những thành viên khuấy động không khí của nhóm. Linh hoạt là đặc điểm tiếp theo mà mình muốn nhắc đến. Bạn luôn nhìn nhận ra hai mặt của một vấn đề, có rất nhiều phương án để giải quyết công việc khác nhau. Và đặc biệt, bạn có khả năng xử lý tình huống ở phút 8-9. Là một người mang hướng tư duy mở, bạn không hề bị rập khuôn, bó buộc bởi những tiêu chuẩn, nguyên tắc đã có sẵn. Cách giải quyết vấn đề của bạn luôn khác biệt hơn so với những người khác. Một điểm hạn chế chết người của bạn mà mình không thể không nhắc đến, đó chính là làm việc theo cảm hứng. Khi bạn vui, bạn có thể hoạt động 200% công suất để mình làm việc. Nhưng mà khi bạn buồn, chán nản, mệt mỏi, tụt mood, dù ai đó có đốc thúc bạn như thế nào, bạn cũng chẳng có năng lượng để có thể làm việc. Chính vì vậy, hiệu quả công việc của bạn bị ảnh hưởng khá nhiều bởi tâm trạng của mình. Hãy luôn tạo cho mình một nguồn năng lượng tích cực để có thể duy trì năng lượng trong công việc một cách tốt nhất nhé. Đôi khi các bạn cảm thấy làm biếng lắm, không đủ năng lượng để làm việc hoặc không đủ khả năng để có thể thực hiện được công việc này. Nếu như mà ba mẹ, thầy cô, quản lý, sếp của các bạn xem được video này, mình muốn nhắn nhủ đến họ rằng hãy đặt cho bạn một cái deadline thật gần thôi. Đừng đưa deadline cho bạn quá xa, bởi vì bạn là một người làm việc theo hình thức nước đến chân mới nhảy. Đối với các bạn, nếu như mà deadline còn xa, còn thong thả, các bạn sẽ luôn làm việc với hình thức là cưỡi ngựa xem hoa, rất là thong dong, ung dung tự tại. Vậy nên, không những là những người làm việc chung với bạn, mà chính bản thân bạn hãy đặt cho mình tính chất kỷ luật. Hãy đưa mình vào khuôn phép kỷ luật để tránh tình trạng gây ảnh hưởng tới những người khi mà các bạn làm việc nhóm, và cũng ảnh hưởng tới kết quả hiệu suất công việc của chính các bạn trong cuộc sống. Trên đây là một vài đặc điểm của những người sở hữu chủng vân tay hình âm dương. Hãy theo dõi những video tiếp theo để khám phá những điều kỳ diệu từ vân tay và giải mã bản thân nhé.